gặp gỡ giao lưu với vận động viên bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ trong chương trình Bet Cộng để cùng thảo luận về chủ đề vận động viên thể thao chuyển sang là người mẫu chuyên nghiệp. Nói chung là đã là phụ nữ khi chơi thể thao thì có một cái gì đấy nó rất là cuốn hút cũng như là sexy. Có lẽ nhằm thấy mình khó có thể thành danh trên sân bóng, nhất là khi lại chỉ chơi cho đội bóng địa phương. Nên mới đây, Alisa Manionok đã quyết định dừng lại để dấn thân sang một lĩnh vực khác, đó là nghiệp người mẫu. Trước khi lựa chọn cho mình một cái gì đấy để mà mình dấn thân sâu hơn, thì quan điểm của cá nhân tôi về bạn ý chuyển sang người mẫu là rất là phù hợp. Đón xem chương trình Bet Cộng ngày 19 tháng 11 lúc 20:45 trên kênh VTC1, 23:00 trên kênh VTC3.